Chào tất cả mọi người, hôm nay Kiều sẽ làm món gà hấp gụ nha. Bỏ gụ su chu vô nha. Gà hấp gụ su chu. Rồi xong cái bỏ gà vô. Kiều sẽ hấp hai con gà. Nãy Kiều ướp với lại bột nghệ á mọi người. Nó vừa tốt cho sức khỏe với lại vừa cái lên cái màu nó cũng đẹp luôn. Bỏ sả với gừng vô cho con gà nó thơm. Xong đậy nắp lại, tút cung. Đậy nắp lại và chờ đợi. Anh Xin xin chào chào tất tất cả cả mọi bạn ơi. người. Mọi người ơi, hôm nay hai vợ chồng Kiều sẽ làm món gà hấp gụ chấm với lại muối ớt tiêu chanh nè, với lại ăn với lại cùng với kim chi nè. Xin mời mọi người ăn chung với hai vợ chồng Kiều nha. Xin Xin mời mời mọi mọi người. người. Mời Merci chia sẻ. Kiều. Lặp lại gà hấp gụ. Hấp cụ. Kiều 10 chiếc. Kiều trộn, Kiều ướp với lại cái bột nghệ nghệ nguyên chất á mọi người. Xong cái da nó vàng vàng như vậy nè. Đây, lấy cho miếng muối ớt tiêu chanh. Chúng mình đi không sao được rồi, cảm ơn em. Ăn cái này bóc bằng tay á, sao nó rưa hèo. Rồi Đứa con. rồi hôm nay xong rồi đấy. Đứa con nha. Ủa U tức cưa. Mới lấy ra luôn á, nó nóng. Cẩn thận, cẩn thận. Tức cưa, tức cưa. Wow. Có bắt nào rồi đấy. Nhìn chú heo chút kê. Dạ, dạ, Wow, dạ. wow, 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 wow. Ít có bè chị. Yeah, lấy nguyên cái đùi như vậy mới ngon Wow. nè. Yeah. Wow. Wow. Ăn cái đùi như vậy mới ngon á. Thơm nức lòng thiên địa luôn. Hàng chục. Wow, mời mọi người nhé. Hàng chục đồng chút. Wow. Hăng kia chua á. Ngọt lắm luôn á. Wow. Hấp cái thịt nó sẽ ngọt hơn luộc rất là nhiều luôn á mọi người. Chim hành đen Thomas. Cái robot là chim Thomas. Ở đây. Thế quá. Quá ngon rồi. Hăng cái khẻ không chứ. Đâu mà sao. Wow. Chạy cái kim chi ăn ngon. Mình lăn mình lăn một ba nấu với chân nè tắm ba chồng đâu mình lăn ảnh nha tắt tắt mà hơi giờ của ảnh nha. Wow. Ngon không? Ngon. Ngon ghê. Ngon ha. Ngon. Mệt không? Wow. Xin chào. Chúc phúc. Wow, sao chị thấy mệt sao mà? Cái gì? Hăng kia sẵn sàng chứ? Hấp chất thì hăng kia chua.
색깔도 이게 너무 예뻐. 먹을 때 맛있어 보여. 예쁘니까. Cái nghệ kiều tha lên cho cái da nó đẹp á. Nó không có mùi nghệ miếng nào luôn á mọi người. Thơm lắm luôn á, cái mùi thơm. Cái thịt nó ngọt, nó không có khô. Cái thịt nó ngọt, nó không có khô, ăn ngon. Chim hành ra khúc rô bô tà, chim hành ra thơm nổ mà sợ. Ủa, có mau quá. Không có gì. Không có gà ta á mọi người. Cái hấp bằng gà, gà công nghiệp ăn cũng ngon. Ngọt quá. Ngon ghê. Sốt가 너무 잘 맞아. 잘 맞아? Chả nói cái nước sốt chấm này á, ăn là đúng luôn. Chứ muối ớt mà gà hấp rượu là chấm với muối ớt tiêu chanh là quá chuẩn rồi. Ok, chili matcha. Cái thịt gà này ở siêu thị bán á mọi người. Nó không phải là mềm xèo, mềm nhũng. Nó cũng dai dai nữa đó. Nhưng mà nó không phải là thả giường thôi, cũng bán, người ta cũng nuôi đại chài vậy đó mọi người. Nhưng mà thịt nó cũng dai dai giống như gà thả giường của mình nhé. 80% giống giống. Ngon. Kim chi cà chi khánh chân chô. Kim chi cà chi. Ăn trứng kim chi ngon. Wow. Nóng, mới hấp xong đem ra thịt nóng hổi luôn á mọi người. Wow, ôi là trời, cái ức nè. Hấp như vậy á cái da nó cũng ngon, không có ngán. Master. Iritke chim nó master. Nam sẽ học chứ. Nam sẽ đọc cô. Nè nè, kẹp với kim chi. Chuẩn luôn á. Không được hấp đâu. Ngon hả? Công nhận gà hấp rượu nó ngọt ghê luôn á. Có kim mà sạch chồng. Đây là su chim hành tê. Có kì ôm trong thả ra mà su chả dân thả ra. Cô đi cô. Cô ảnh mạnh là. Cô ảnh mạnh là. Cô mạnh là ảnh nha. Cô đây số nổ mà số. 고기도 고기가 촉촉해. 촉촉해. 오, 맛있다.
Ngon quá. Ừ. Nó mà xơi ra man một thêm. Cái gì? 하루 종일 굶은 거 같잖아. 하루 종일 밥 안 먹은 거 같아. Chả nói ăn ngon giống như là nguyên một ngày trời là chưa có ăn cơm gì. Ăn ngon. Ego, aka chicken potato Thomas John. Chicken potato. Hồi nãy hai chồng đi vòng vòng không biết là ăn cái gì. Xong cái hay là mua chicken hay là gà chiên ăn đi. Cái ăn gà chiên dầu mỡ lắm. Chiều ăn ngán. Xong cái Kiều mới nghĩ ra là cái món gà hấp gụ. Rồi mua hai con về hấp. Trời ơi nó thơm, nó thơm nồng nặc cả nhà luôn. Một quyết định đúng đắn. Anh Hương nói là quyết định làm cái gà này là ngon hơn gà chiên nhiều luôn á. Ôi cơ một con chicken potato mà cho. Trời ăn hết. Nãy lấy mới chút chút thôi rồi. Nhìn chú có chùi một chút kè. Nó xuất xứ nó mà cho. Tối một cô tối mạnh tôi lấy chút kè. Có cái gì mà bằng á, nước chấm muối đâu. Nước chấm muối. Muối ớt tiêu chanh. Muối ớt tiêu chấm. Muối ớt tiêu chanh. Ơ có một cái mà. Có thể. Lại được kết. Ngon kinh khủng. Cái vụ mà Hàn Quốc chết 100 mấy người vừa rồi á mọi người. Có một bạn Việt Nam, bây giờ là điều tra xong rồi. Có một bạn Việt Nam, bạn đó mới có 21 tuổi rồi mọi người ơi. Trẻ lắm, trời ơi đẹp gái kinh khủng luôn. Qua Hàn chưa được bao lâu. Giờ chuyển xác tới về tới Việt Nam này mọi người. Bạn đó ở là Ninh Bình hay là Bình Định gì đó. Nói chung là vùng ngoài á mọi người. Nói chung là miền Trung á. Còn trẻ lắm. Tiếc thương cho trời tự nhiên thiệt á. Đang tuổi trẻ coi rồi mới có 21 tuổi rồi mọi người. Người coi cho bạn nghe. Chục con sa đàm. Việt Nam hành miền. Sư môn hà nà. Sư môn hà nà. Nở mùa rồi. Con mẹ kia nè. Học sinh nó hàng á. Chết quá trời luôn. Học sinh ở chung lớp á. Cái chung lớp nó tưởng niệm. Nó để cái hình ở trong lớp á mọi người. Nguyên cái trường đó để tưởng niệm mấy học sinh mà chết á. Trời nhìn tội nghiệp thấy sợ luôn. Lớp 7, lớp 8. Chưa từng hắt chưa? Không hắt chưa? Hắt sen. Hàn Quốc hắt sen, chưa từng hắt chưa? À, ngon. Cô đang chưa sao? Chưa hắt chưa đi sao? Chưa hắt sen hàm miệng. Cô đó? Chưa hắt sen hàm của ông mau cắt chi? À, ông mau cắt chi? Cái học sinh mà chết ở Hàn á là đi cùng mẹ, hai mẹ con chết luôn. Ông mau cho chụp có. Ông chút sao? Ai cơ. Nó mới sinh phơi chút hết à. Ai cơ. Ông mà cả chứ tham mê ông mà. Đau thương. Một năm có nhiều biến cố ở Hàn Quốc. Tuy nhiên Hàn Quốc ông trong sinh phơi mạnh nè. Bây
bây giờ nó nhé, Hàn Quốc Halloween hàng đề, chưa kịp party festival, party festival chơi mệt sờ, Mỹ Quốc về, cho bên này trên chu YouTube bị bắt sờ, Mỹ Quốc về nó mới chơi mệt sờ, chụp xài là cá chúc mata, vô bắc e buôn nít sờ mương, e kí quả sờ, chén thang chú chiều là cơ, mà chắc, cái chân cô YouTube mang theo rồi đấy khe bố mẹ nó mua chơi mệt sờ. Ở Hàn Quốc thì tổ chức lễ hội như vậy rất là bình thường mọi người. Bữa Kiều thấy một người bạn á, quay YouTube ở Mỹ á mọi người. Xong cái mỗi nhà là đốt một đèn ở Hồ Bắc rồi trang trí cảnh đẹp lắm, ma quái này kia, mỗi nhà đều trang trí hết. Xong cái nếu mà nhà nào mà thắp cái Hồ Bắc mà sáng đèn á, là em bé lại xin kẹo á, nhìn vui ghê luôn á, giống như là Tết Trung thu của mình vậy. Chị phải xem Hồ Bắc. Ấy, bên Nam cứ nhăn Halloween, thay đổi nara tá là cứ nhăn ở trên mình sơ bạc kênh nô la cứ đây à. Giờ kỳ nở mua vết sư văn Hàn Quốc về chưa rơm ốp sơ, Mỹ Quốc tổ ốp sơ. Thế chung chung mà là hô bạc hay sao hô bạc? Hô bạc là mà là Hàn Quốc mà là nhỉ? Hàn Quốc mà, Hàn Quốc mà, nói chồng. Bên Nam bí đỏ. Cái bí đỏ mọi người, cái bí đỏ là người ta hay Halloween rồi người ta hay trang trí ma quỷ này nọ đúng không? Ở Hàn Quốc Kiều cũng thấy như vậy. Kiều cũng thấy này, Hồ Bắc bí đỏ này có một cái ý nghĩa là giống như là trừ tà yêu quái vậy mọi người. Mỗi lần mà người ta mà chuyển nhà này kia, người ta chuyển nhà mới, người ta cắt cho chuyển nhà mới á, ta sẽ mua một trái bí đỏ đẹp, thiệt là đẹp, to là to, xong cái người ta lăn khắp nhà luôn. Giống như là nhà này là có chủ rồi á, là hút các linh hồn này kia, này nhạt nhỏ nhạt này trong nhà này kia, hút vô cái trái bí đó hết. Nên khi mà chuyển nhà này nọ là Kiều hay thấy người Hàn á, người ta hay cái mua một trái bí người ta làm như vậy á. Hàn Quốc đi sơ Hồ Bắc tôi sơ rồi. Isa Han Te, sơ đồ chip Isa Han Te. Khứng Hồ Bắc Ireke, thù lơ thà, thù lơ Ireke hàm nhé. Chưa kì, nạp bên nâng cò, Hồ Bắc đi thà tư lực hài. Chưa bên này YouTube Hàn Quốc sẽ làm YouTube bạch sơ. Cứ Isa Han Te quấn lê cửa đê hết sơ. Ủa bà, không bao giờ nhé bạch sơ. Nhà thì làm, nhà không làm, không phải nhà nào cũng làm mọi người ở Hàn Quốc á. Cứ đi xô, mới bên Halloween sao đâm tôi đi Hồ Bắc xô mạnh nè. Cái gì? Cô bạn chôn bạch. Chôn bạch xô, bà Hàn Quốc sao đâm mạnh như chú. Hàn Quốc sao đâm mạnh như cô đứa. Ông nội này nói gì cái Hàn Quốc cái gì mà huyền bí gì không biết đâu. Toàn là Kiều nghe người Hàn kể này kia rồi. Người này kể, người kia kể rồi Kiều thấy này kia không à. Hỏi cha nội nó không biết chứ. Hàn Quốc có sao ra mạnh như á. Không phải thân sao làm gì. Hỏi cha không phải người Hàn Quốc hả? Cha nói cha là người Việt Nam mà. Ô no quá mọi người ơi. Hai con gà thịt không à. No quá, ăn không hết hai con à. Gà thấy vậy mà nó thịt không mà toàn là con cái ức không à. Ai mà dám cân là ăn cái ức này nè. Igo san bé hai mươi con một coi à. Thì gì? Khá sung tặc một coi à đề, san bé à đề, quê cung chưa kịp bơm cola một coi á. Thì mọi người ơi, cái video của Kiều cũng đã dài rồi, Kiều xin tạm dừng ở đây nha. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi hết cái video của hai vợ chồng Kiều nha. Xin chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc mỗi ngày nha. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người. Xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Bye bye. Bye bye.